Vâng, chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Ebuzi ô tô, chuyên các cái dòng xe giá rẻ ngon lành cành đào cho mọi nhà. Và hôm nay thì em lại mang về cho bác một chiếc xe 8 chỗ ngồi ngon lành đến từ thương hiệu của Nhật Bản, và giá của em này thì không rẻ một tí nào. Em này em bán tận là 335 triệu đồng. Nói vậy thôi nhưng em đố các bác kiếm đâu được con nào rẻ hơn xe của em với nói chung là chất như thế này. Đây là một chiếc xe máy còn zin, xe cứng không đâm va, vẫn còn nguyên, và vừa về cửa hàng đã rút hồ sơ rồi, tháo biển ra rồi, trả cho bác chủ ở biển 90 Hà Nam đã trả rồi nhá, cái này rút hồ sơ rồi. Thế là bây giờ là chỉ có việc là ra tên bấm biển thôi, rất là đơn giản. Một chiếc xe Toyota Innova đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng từ Nhật Bản, và đây là một mẫu xe 8 chỗ nồi đồng cối đá bền lành quốc dân. Và cái thời điểm ra chiếc xe này ra rất là hot luôn, con này mua mới của nó là hơn 700, gần 800 triệu. Thế nhưng mà thời điểm này các bác bỏ ra một cái số tiền là 335 triệu đồng cho một chiếc xe chạy được 10 năm, tính ra là khấu hao mỗi năm là tầm khoảng 30-40 triệu đồng. Thực sự là một cái mức khấu hao rất là rẻ so với một chiếc xe 8 chỗ ngồi mà máy còn zin, dẫn động cầu sau, máy 2.0 chạy cực kỳ bền. Và em này thì sử dụng động cơ xăng nên là độ êm, độ lành thì rất là ok. Và chiếc xe này đời 2014. Vâng, 2014. 2015 thì là nó đã lên mặt to rồi. Nhưng mà đây là 2014 nó vẫn giữ form của mặt 23, 22. Và chiếc xe này thì cũng là một chiếc xe giá hợp lý, chất xe đẹp. Nên là bác nào mà yêu, các bác nào mà thích, phù hợp vừa tầm tiền thì các bác có thể là nghiên cứu. Vâng, đây là một chiếc xe vẫn còn ok, keo chỉ này còn ngon, sơn xi sạch sẽ, máy số thì zin, và nội thất của xe ghế da vẫn còn nuột, chân nỉ của xe thì được bọc ni lông, và tất cả các chức năng là bình thường. Có màn hình Android, có cam lùi và có cam hành trình, cảm biến phía sau an toàn, và đặc biệt là cho các bác thêm một cái quả cản ở đằng sau để các bác có thể lùi yên tâm, không bị lo vỡ tường nhà người khác. Đây là một chiếc xe còn rất là chất, với gầm cao chạy sướng đấy, dẫn động cầu sau, dàn lốp thì tầm khoảng 50% thôi. Lốp này thì hơi cũ rồi nhưng mà không vấn đề gì, đi thoải mái. Vâng, còn sơn xi tôn vỏ xe thì đẹp đấy, tôn còn dày. Và cái dòng này cũng là một cái dòng xe điều hòa 2 vùng 3 vị trí cực kỳ mát, túi khí an toàn đầy đủ. Nên là bác nào mà yêu thì các bác cứ qua cửa hàng ngó nghiêng xem xe trực tiếp luôn. Và đăng kiểm của em này thì còn dài đến tháng 10 năm 2024. Một chiếc xe còn rất là ok, động cơ máy 2.0 đời 2014 vẫn còn luật là đèn đóm thì sạch sẽ, sang láng như thế này đây. Và em đã rút hồ sơ rồi. Đấy, biển của nó đây này, biển đẹp cực kỳ luôn. 90A22280, cái này là bác chủ, bác ấy đã rút hồ sơ, bác ấy đòi biển lại để bác ấy đắp sang cái con Carnivan của bác ấy nhá. Thế vào đây là chiếc xe này em vẫn về, các bác nhìn này, mặt ca lăng của nó còn đẹp như thế này đây. Đấy, mặt ca lăng còn nét căng, logo thì còn rõ ràng. Và xe thì tháo biển nên trông nó hơi dơ một chút nhưng mà không vấn đề gì. Còn toàn bộ cản ở xe thì sạch sẽ, đồng sơn đều đẹp. Đấy, mắt đèn này trong vắt luôn này. Đấy các bác nhìn nhá. Và em này thì có đèn là đèn LED, hệ thống đèn LED đấy, chiếu sáng đấy, rất là xịn sò. Đã được độ lên rồi nên là cái khả năng chiếu sáng trong đêm thì cực kỳ ok. Em này thì có một cái điểm đó là cái xe này để quá lâu rồi không đi, thế thành ra là lúc em đi về là phải kích cái bình ắc quy. Tí nữa sau video này em đổi luôn cái bình ắc quy ở trong này để thay luôn cho các bác cho nó mới nhá. Vâng, bình ắc quy rẻ lắm, có 400 nghìn một cái bình thôi. Đấy, tôn vỏ thì nghe này, mỏng manh phòng phành. Nhưng mà tôn này là tôn zin, không có bả tỉa nên là các bác yên tâm. Đấy, tôn nó phải như thế này. Chứ còn nếu mà cái tôn nó cứ bịch kia thì bỏ đi luôn. Vâng, đây là một chiếc xe còn ngon, tôn này, sườn này. Đấy, và lốp thì đang sử dụng lốp Briton B390 chuyên dùng cho cái dòng Toyota Innova. Lốp này là 2019 đến bây giờ. Đấy, lốp này còn tầm khoảng 60%. Và lốp của xe thì đang sử dụng là lốp 2565 la răng 15 đúc. Vâng, la răng 15 đúc, phanh đĩa. Đây không dùng đến mức độ các bác nhìn nó han này. Nếu mà con nào dùng nhiều thì cái này không bao giờ han đến mức độ này nhá. Nó sẽ trắng bóng luôn, sáng luôn, nhưng mà đây là han. Đấy, còn phần cua lốp này các bác nhìn này, còn nguyên các cái ốc, còn nguyên các cái ốc định vị ở trong. Đấy, còn nguyên luôn. Và xe thì còn cứng, led căng. Đấy, gầm bệ máy móc thì khỏi bàn. Và chiếc xe này thì bên em Vũ Duy Auto đang bán được mức giá là chỉ có 335 triệu đồng cho một chiếc xe Toyota Innova đời 2013-14. Vâng, đời 24 nhá. Đấy, keo chỉ thì không cần trình bày câu thứ hai, còn rất là đẹp luôn, đều luôn và sạch sẽ luôn. Tappi led căng. Đấy, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường. Và xe thì có dán phim cách nhiệt hai lớp. Đấy, vừa chống nắng vừa chống chói mà lại mát dịu bên trong, chống nhìn trộm từ bên ngoài. Đấy, tappi đẹp này. Đấy, tappi này, led căng nhá. Ốp vân carbon rất là xịn sò.
Đấy, và em này thì bên này đấy, các bác nhìn là toàn bộ nội thất ghế da hai màu. Cái ghế này là ghế da này, nó các bác là ghế bọc lại rồi, nó không phải ghế zin của nó là nỉ như cái này này, nó nỉ như thế này, nhưng mà ngồi cái nỉ nó rất là bẩn, nên là khi mà mua cái nào bác chủ và cái bọc luôn, cái ghế đấy ở bên trong này vẫn còn, đấy, ghế bên trong vẫn còn đây, và cái da này thì ngồi nói chung là thoải mái và sướng hơn là cái dòng ngồi cái nỉ đấy nó nóng bức nó bí, đấy, và các bác để ý cho em là, nội thất ghế da còn đẹp này. Và trần này, các bác nhìn trần đây này. Đấy, trần nỉ bọc ni lông rất là sạch sẽ nhá, không hề lỗi lầm. Mặt táp lô xe thì căng lét luôn. Đấy, không có khoan đục, đấy, không có taxi dịch vụ. Và xe thì còn ngon cứng, chạy được 12.8 vạn. Và con này thì đang báo là hết xăng. Tí nữa sau video là vừa thay ắc quy vừa đổ xăng, thế là ok. Còn về phần mặt vô lăng thì còn như mới luôn. Túi khí an toàn đầy đủ nhá. Em này là có hai túi khí bên này và bên kia. Đấy, có hai túi khí, túi khí ghế không có đâu. Màn hình cam lùi, cam hành trình có luôn này. Và màn hình này màn hình OLED, đóng vào là cũng mất tầm gần 5 triệu rồi. Đấy, điều hòa cơ vẫn cơ bản thôi. Cần số thì sạch sẽ, và cái này thì xe người ta ít dùng nên là cần số vẫn còn rất là rõ ràng. Bản lề của xe đây. Đấy, bản lề của xe đây còn LED căng như này đây. Và em này thì các bác có thể nhìn đây. Đấy, các bác có nhìn này. Đấy, chất xe là còn LED như thế này. 2014, một chiếc xe của Nhật Bản, chạy rất là ổn định luôn nhá, lành luôn, keo chỉ đều và không có lỗi, tapi đẹp, kính điện lên xuống là bình thường. Đó. Vâng, toàn bộ kính điện lên xuống bình thường. Và nội thất ghế da này, các bác nhìn nội thất ghế da này. Đó, nó còn như này, ghế da thì toàn bộ là cả ba hàng ghế là còn như mới luôn. Em này là một chiếc xe điều hòa hai vùng. Có nghĩa là vùng trước là dành cho hai người ngồi phía trước ở ngay mặt táp lô, vùng sau là ở ngay phía trên trần đây này, và được điều khiển bằng cụm điều khiển ở phía giữa này. Cái này thì hoạt động hoàn toàn bình thường nhá, và không có lỗi. Còn trần của chiếc xe là trần nỉ được bọc ni lông tương đối là sạch, cửa đèo chắc chắn, đóng cửa mà nhẹ nhàng. Cái lốp đằng sau này thì hơi cũ, vâng, thực sự là nếu mà như em là em sẽ thay, thế nhưng mà nói thật các bác là đi buôn xe mà nếu mà thay quả lốp này thì cũng phí tiền, vì quả lốp này nó mất tầm khoảng 1 triệu đấy, thì cái này là nó cũng hơi cũ rồi. Thôi các bác thông cảm, 2018 mà đến bây giờ cái này thì bác chủ có để lâu quá này, lâu nay là không đi đâu. Vâng, lâu nay không đi nên là thành ra là lốp nó kiểu nó hơi kém theo thời gian thôi, chứ còn không vấn đề gì. Đấy, vận hành thì vẫn bình thường, nhưng mà cái này thì như em này em sẽ thay. Vâng, hợp lý thì là mình nên thay. Đấy, còn không vấn đề gì. Phần đèn hậu đằng sau đây, đèn hậu thì tương đối là ok, sáng sạch trong vắt. Đấy, đèn hậu hai bên này sáng sạch trong vắt luôn. Đấy, không hề có lỗi. Và xe thì nói chung là cũng là một chiếc xe tương đối là cứng đẹp đấy ạ. Đấy, và các bác nhìn này, cản với đằng sau của xe vẫn còn đẹp. Đấy, có thêm cho bác một cái quả chống va đập nhá, chống va đập ở phía đằng sau. Mở cửa ra thì nhẹ nhàng, và ti chống thì tương đối là khỏe. Đấy, keo chỉ hay là ốc là còn chưa ra. Cái này là yên tâm nhá, chỉ keo là còn nguyên luôn này, mụn chỉ còn nguyên này. Đấy, chỉ này là chỉ zin nhá, chỉ zin cho các bác luôn. Đấy, bác nào mà thích xe đẹp chỉ zin thì đấy, xe đẹp chỉ zin luôn này. Đấy, tuy nhiên là nó cũ rồi, 2014 đến bây giờ là 10 năm rồi. 10 năm cho một chiếc xe thì phơi nắng phơi mưa không thể bảo là nó phải xuất sắc, nhưng mà nói chung là tình trạng này là ok. Hàng ghế thứ ba thì em đã lộn lên rồi. Đây các bác nhìn này, cái nỉ này, nỉ nguyên bản của nó này. Đấy, nỉ nguyên bản nhá. Đấy, nỉ nguyên bản này. Cái này thì nó sẽ thoát mồ hôi nhưng mà nó lại hơi nóng. Vâng, thực sự là hơi nóng luôn. Thì không vấn đề gì. Đấy, nói chung là nỉ sẽ còn nguyên. Và sàn thì có sàn cao su sạch sẽ. Đấy, xe thì còn đẹp. Đấy, đời 24 đến bây giờ em bán cái giá là 335 triệu đồng. Hợp lý quá còn gì đó. Vâng, thực sự là hợp lý luôn đó. Nhiều người thì có bảo là chê đắt, nhưng nói thật các bác là cứ nói vậy thôi, chứ còn đến lúc mà mua thì biết ngay. Bên em thì mua những cái dòng này thì cũng chỉ lãi tầm 10 đến 20 triệu thôi, không có nhiều. Đấy, có sao bán vậy. Đấy, phần sắt xi này các bác nhìn, sắt xi này. Nó còn lép căng như này mà. Vâng, sắt xi nhá. Còn dàn lốp này là 29 hay 2 quả này thì không cần nghĩ đâu. À, 28, đây là 28 này này. À, 28 đến bây giờ thì làm sao mà nó còn được nhiều đâu. 28 đến bây giờ là được gọi 6 năm. Vâng. Đấy, 6 năm rồi các bác ạ. Đấy. Các bác bảo em tính nhầm, các bác cứ trừ hộ em nhá. Đúng 6 năm đấy ạ. Vâng, 28 cho đến 2023. Đấy, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 năm. Đấy, rất rõ ràng luôn. Đấy. Chưa tính năm 24 thì không đi rồi, 23 thì gần như nửa năm là không đi. Bác chủ bác ấy có tuổi rồi, lâu nay là bác ấy có đi đâu, nên là bác ấy mới để lại, thành ra là xe lâu nay là vứt ra đấy, để một chỗ.
ắc quy bây giờ em còn phải kích lên cơ mà. Vâng, tí nữa sau video em sẽ đỗ vào vị trí và thử xem là con này có ắc quy thực sự là cũng nên thay, em sẽ thay cho các bác. Vâng, cứ nói rõ ràng là thay. Đấy, hộp đồ, ai chà, đây này. Ông ấy còn phải đi uống cả cái gì Matgan, Actiso, dâu ngô, dâu má. Có hết, vâng. Đấy, hộp đồ các thứ đầy đủ. Đấy, cái dòng này thì nó nhiều ngăn đồ phết. Có túi khí đầy đủ. Mặt đây, máy đang nổ đây. Máy nổ, và con này máy nổ rất êm. Thực sự là lâu lắm rồi mới kiếm được một chiếc xe mà máy nổ êm như thế này các bạn. Vâng, máy nổ rất rất êm như thế này. Đây các bác này, động cơ máy 1TRMT số sàn. Con này thì chạy rất sướng và máy số là zin. Máy còn zin nhá. Con này là máy nguyên bản còn zin tuyệt đối cho các bác luôn. Đấy, các bác yên tâm là thích xe đẹp xe zin thì có xe đẹp xe zin nhá. Tuy nhiên là máy không thể đẹp như xe 2024 đâu. Máy này là ok rồi. Động cơ 2TR công nghệ và từ 206 cho đến 2014 vẫn sử dụng cỗ máy này. Đến tận 2016 form mới nó mới thay. Là máy đua TVTI ấy. Còn cái máy VTBI này thì vẫn là đến 2015 đầu 2016 vẫn còn nguyên cái máy này. Thế nên là cái máy này thì các bác yên tâm là nó cực kỳ bền. Đấy, 2014 nhá. Đến bây giờ máy vẫn zin, xe vẫn còn cứng và chất của đầu răng sắt xi các thứ của xe thì không cần phải nghĩ ngợi. Còn đẹp như này đây. Đầu răng thẳng căng, sắt xi led lờ và không có lỗi. Keo chỉ cabo thì ối rồi ôi. Không chê được câu nào. Đấy, các bác nhìn đây. À, các bác nhìn thoải mái nhá. Và cabo là còn zin keo chỉ luôn. Và là máy thì thực sự là khi đóng nắp máy lên thì em không nghe tiếng máy. Vâng, và bác nào mà thích mua chiếc xe mà em không nghe tiếng máy thì alo cho em. Đăng kiểm một chiếc xe đến tháng 10 năm 2024. Và gầm của chiếc xe thì úi giời ơi, gầm nó đẹp, nó sáng, nó sạch. Đấy, bác nào mà chê thì có cái nhìn gầm là biết ngay chất xe. Đừng bỏ qua một chiếc xe mà ngon lành cành đào như này nhưng mà giá nó cực kỳ yêu nhá. Cái này em đang bán là 335 triệu đồng. Giảm giá kịch sàn cho các bác rồi đấy. Vâng, nếu bác nào mà thích thì điện thoại ngay. Đấy, đuôi gió các thứ này đủ, thiếu mỗi cái giá nóc rồi thôi. Cái này về các bác độ thêm cái giá nóc nữa là thực sự là cực kỳ gọi là ok. Vâng, và cảm ơn các bác nhá. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy. Nhà em thì tầm sedan còn nhiều chứ cái dòng 7 chỗ này gần như là không còn nhiều. Vâng, 7 chỗ chỉ còn 3 con Xpander với một con này thôi. Thực sự là năm nay bán rất là chạy. Thị trường xe thể nói thực sự là quá chạy luôn. Nên là các bác đừng ngạc nhiên khi mà bên nhà em trống bãi. Ok, cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.